người ta biết tới đến á, những cảnh nguy hiểm á, là bên Ấn Độ. Khi đi Ấn Độ á, thì cái cảnh đó là mình bất tỉnh và bị nứt xương vai, và trong cái cảnh đó thì hết 20 mấy các cái đơ đều bị gục ngã hết. Và bị sự cố đó là tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái hôn mê hết. Đó là cái cảnh đó là được ai cũng biết, thế giới cũng biết là cảnh đó là đăng là người nước ngoài mất, người chết là mình, là đăng mình chết, là do là cái cảnh đó là mình chạy xuống phi thân lên lầu 2. Khi mà chạy xuống thì sau lưng bức tường đó là có chiếc xe tải nó kéo. Khi nó kéo á, thì nó kéo nhanh quá, mình chạy đâu kịp nó. Từ đây mình chạy đó mình bay lên thì dây kéo nó set up sẵn rồi. Nhưng mà khi mà vừa chạy tới đó, đang trên đường chạy lại, chiếc xe ở ngoài sau lưng bức tường nó chạy nhanh quá, nó kéo mình văng vô thẳng bức tường luôn. Thì tất cả 24 người bị văng vô bức tường. Với một cái cường độ văng rất là mạnh. Văng nó domino, nó đi văng ra, văng vô, nó kéo giật lên trên. Thì có người đứt dây á, thì rớt xuống rồi chấn thương sọ não. Có người thì 6 người đứt gân chân, mình thì đứt xương vai, rồi mình bị nói chung là bất tỉnh. Và cũng may mắn là lúc đó mình không có mất, là do vậy nè, cái quạt trần á, nó chỉa ngay đầu mình. Thì mình cảm nhận được, tự nhiên cái linh tính mình cảm nhận được cái quạt nó rất là nguy hiểm. Cái mình nhờ một đứa em các đời đi chung, mình lại dời cái quạt đi, dời cái xây cái cánh quạt đi ra chỗ khác. Thì mình chút mình lao thẳng vô quạt đó luôn. Nếu mà mình mà không xây cái đó ra thì cái đầu mình đâm thẳng vô cái cánh quạt luôn. Vừa nghe anh tả là tôi đã thấy sợ rồi. Rồi cái mà nhìn nhảy lầu từ 20 mấy mét nhảy xuống, đó là ngày hội thao toàn thành phố. Mình là người nhập cái niệm hơi. Khi lúc mà cháy tòa nhà IDC á, thì mình nhập cái niệm hơi đầu tiên của Việt Nam. Mà tấm niệm hơi bề ngang 4 mét, chiều dài 6 mét, mà chiều cao 4 mét. Thì nhảy đứng ở trên cao nhảy xuống á, thì nó nhỏ bằng chiếc xe hơi vậy đó. Mà nhảy trật ra ngoài á, thì rất nguy hiểm. 6 người học trò của mình á, là người cầm tấm niệm đi rinh chạy. Cái cảnh nó diễn thật luôn, mà phải diễn thật cho người ta thấy được cái cú hội thao mà, đúng không? Thành ra là rất là nguy hiểm cái cảnh đó. Mình nhảy trật ra ngoài là mình chỉ còn miếng xương thôi đó. Thành ra là cũng may mắn là mình đã có kỹ năng luyện tập, và cuối cùng mình cũng thành công trong cái pha đó.